kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. Chào cả nhà nha. Hôm nay hai thằng em nó ở gần nhà nó có bán bắp á, thì nó lên nó rủ mình đi mua bắp. Bây giờ cả nhà theo chân mình đi mua bắp về làm gì ta? Bắp nướng nha. Tới chưa ta? Chỗ nào? Lấy cái bọc đó con thấy lại đây cho. Mình lựa rồi đó. Bóp cho mình bóp mấy cái. Không chứ đó được. Chết chạy. Hả? Chết chạy. Rồi con bà ba rồi đó. Không nhìn mặt biết nha. Đây bắp này cả nhà. Bắp bên đây là 3.000 một trái. Còn bên đây là 2.500 một trái. Cái này wow, cái xài trái nhiều quá cả nhà ơi, rồi cô chủ nhà bắt đi chọc cho mình luôn cả nhà. Cho con cái da đẹp đẹp với con vừa ăn cái da luôn á. Dạ. Cái này luôn đi. Dạ. Lấy ra con, lấy ra. Ờ cả nhà ơi. Giờ nó đem than xong rồi nó đem bắp lên á, nó nướng luôn nha cả nhà. Để đại lên. Đại than lên. Đưa. Để vô. Đại vô vừa. Một hồi nữa mới thơm. Như toàn cảnh cái chỗ của mình cái nha. Đây mình ra đây mình ngồi mình câu cá rồi mình có bàn, có võng, có lò nướng. Đây bàn võng của mình đây, tại đây mình làm sơ thôi, mày cái bụi cây nha. Đây là một ra đây quay ngay đây là mà nguyên một cái ao luôn cả nhà ơi. Ao luôn. Nè, cái mí nướng rồi tới xác xuống là thành mí ao mình câu cá luôn cả nhà. Ao này câu cá rất là đã luôn cả nhà ơi. Lục bình không ha. Bình gặt luôn, câu dẹt cá là cá dữ dằn luôn. Ồ. Nói chung bây giờ. Vậy vậy á. Nướng bắp nó chưa có chín cả nhà ơi, giờ mình uống sữa trước đi. Vô. Rồi vâng cả nhà vô. Vô, uống sữa trước. Nè mình khai tương bằng sữa nha. Đã ơi là đã. Nó béo luôn ha, lột ra nướng ra. Lột ra. Cái nào ấy rồi lột ra. Ừ, lột được ấy. Ba. Bớt này xài nãy mình đi xin xài về giờ mình tách xài. Cái nhà ơi, nó chín rồi nó hụt khói luôn nha. Này là bắt đầu cháy mà hành vô ha. Ôi chín rồi. À, thiệt. Thì mình đâm chén bớt đó lên cái này là bắt đầu cái mình nướng cháy măng hành vô là chín đó. À, tâm tổng chuẩn bị bắp chín, bắp nấu chuẩn bị chín nữa. Ôi ôi. Bé này chịu không nổi tự tách xài luôn cả nhà, tách xài vô tay quá. Wow, hực hơi luôn ta. Đã luôn. Bắp nồi bắp mịn tổng cũng chín rồi đó, đem ra. Gì xoài mới xin thơm ngon trời. Mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Wow. Ăn nha. Nha. Wow. Ôi. Mời cả nhà nha. Trời ơi. Cho ổng này. Đó lâu nào nó bỏ tao như vậy. Thiệt ngon.
Không chua. Ừ. Không. Cũng giòn ha. Mai mốt mình ra mình xin nữa ha. Wow, mà cả nhà này xài mình ngon ghê, giòn. Cả nhà nha. Giòn nó không có chua cả nhà ơi. Ừ. Cái già. Nhà này bắp đã chín, sắp sửa chín nha. Wow. Rồi bắp chín này nè, ăn đi. Nghe mọi người. Nóng quá. Lấy đi. Để trong phô ống nướng bả đi. Mình quất nước. Wow, bên đây cũng hấp dẫn. Mời cả nhà ăn bắp nha, bắp chín rồi. Mời cả nhà nha, mời cả nhà nha. Ừ. Ngọt, bắp ngon lắm mọi người. Ừ. Dẻo. Trời ơi, nóng. Nóng quá mọi người. Ê, bên đây coi lên khói kìa. Lên khói luôn. Mình bởi lên khói luôn. Nóng rồi. Nóng quá, nóng thiệt. Wow. Lên khói mọi người ơi, lên khói luôn. Nóng. Nướng ăn tại chỗ luôn ha. Ba chục ngàn tái vô đây, 30.000 tái coi. Chơi cả nhà ơi, chuẩn bị ra lò cả nhà ơi, quá chín rồi cả nhà ơi. Wow, đã luôn đỏ nè, cái sức cho mít ra nè. Nhận thức luôn nha cả nhà. Chúng mới hành nha cả nhà. Xôi gục luôn bắp đã. À, mình tở cái nữa là mình ra lò dài tới nha. Thành viên của mình có một bạn mới vô cả nhà, anh đi học về ghé luôn. Giờ này là giờ học của mấy đứa nè. Nóng quá. Bắp nướng mới làm nha mọi người. Nướng mới làm nha mọi người. Wow. Quá là nóng luôn. Nóng quá mọi người ơi. Mời mọi người ăn nha. Mời các bạn ăn nha. Mình bên lò bên đây mình cũng làm luôn. Không quá. Wow. Ngon quá mọi người ơi. Không, ngon thiệt. Rất ngọt luôn. Ngon. Ngon quá mọi người ơi. Ngọt thiệt. Cả luôn á. Giòn mà nó nóng. Ăn bên lò vậy mới ngon. Nóng. Dạ nóng. Giòn ghê luôn á. Nóng quá trời. Nóng quá, ăn từng miếng ăn xuống mà. Trời ơi, ổng kìa, ổng đừng đắng, ổng ngồi, ổng cũng ngổn đắng. Ngon quá. Quá là ngon luôn. Bên đây còn nữa, số nữa nè cả nhà ơi. Ngon. Ngon. Nhìn nè cả nhà, nhìn nè. Wow, mỡ hành này nó đã ghê. Nó vàng làm sao. Coi ra mình tở. Tở bắp quá hả? Cái xin vô. Ta chủ rồi, rủ vô. Ăn biết cái nhà nãy giờ ngon quá, chạy lên chạy xuống mắt thằng lính nhỏ á. Sát bên hả nghe rồi. Nhà mình dọn hơn, nhà mình cách đeo hơn con ấy. Rồi mình để mình làm thử miếng bắp nấu á. Mời cả nhà miếng bắp nấu nha. Nó không bằng bắp nướng mà. Nãy giờ khó quá, mình đeo khẩu trang mình gỡ ra không kịp luôn cả nhà. Không bằng bắp nướng. Nói chung họ mất cửa nào bắp nướng. Đồ ngọt giòn không bằng. Cả nhà nha. Nướng để vậy mình ra mình cháy mỡ hành không? Giả mà ngon. Nó giòn. Nướng cái hột bắp nó rất là giòn. Nó giòn thì cả nhà. Mà nhìn thấy bắp này cả nhà thấy không? Mình nướng à. Cực kỳ không? Cực kỳ ngon luôn. Số 1 mấy đứa số 1. Số 1. Yeah, ha. Ừ, mai mốt đem xài xuống nướng nữa nha. mới lên camera thành ra nó còn ngại nha cả nhà, thông cảm. Bữa nay xuống nó chơi, mình nó gáp nó đi mua bắp rồi nó kêu mình ra nướng rồi này kia, rồi dắt nó đi mua bắp nhưng mà mình trả tiền nha, chứ không phải tụi nhỏ trả tiền nha. Nhưng mà nó có chỉ cái chỗ bán bắp ngon á,
mình mua nay mình cũng cái chỗ mình ra mình làm cái chỗ mình quay video và mình câu cá luôn ở ngoài để chơi luôn cả nhà ơi. Tại tháng này mùa nắng trong nhà nó nắng nóng nực lắm, mình ra đây mình quay nó mát. Rồi mình cũng dùng cái buổi tiệc đầu tiên luôn là buổi bắp nướng ở ngoài cây luôn nha cả nhà. Nhìn ở trên là toàn là cây hoàn toàn hết luôn nha cả nhà. Nó cây mà rất là mát luôn cả nhà ơi. Hơn lần nữa thì cả nhà thấy hay thì cho chú cháu hò một like và ủng hộ để cho bốn chú cháu có động lực làm video tiếp theo. Một lần nữa bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Bye bye luôn nha các con. Chào bà, bye bye.